xin chào quý vị. Chúc quý vị một buổi tối thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc. Liên tục Hồng Hạnh xin gửi tới quý vị một ca khúc của nhạc sĩ Anh Bằng, Những Tâm Hồn Cô Đơn. Người không mơ ước mơ lòng người, cuộc đời do đây mình đến xa rời. Rồi heo hắt, rồi cô đơn cho đến bao giờ. Ngày tôi quen biết em lần đầu, mặt trời hôm ấy bỏ trốn nơi nào. Tiếng gió nguyện lời tâm tình xa bay. Làm sao biết đường ý trời, làm sao biết được lòng người, làm sao tôi biết lòng tôi. Giờ nó gọi thầm.